Ngày hôm nay thì Thế Dương, đội trưởng và cầu thủ chủ lực của Phú Thọ góp mặt trên băng ghế dự bị. Thầy trò huấn luyện viên Dương Hồng Sơn đã có 2 bàn thắng ở trong quãng thời gian thi đấu của hiệp 2 và giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Sân vận động 19 tháng 8 là một sân vận động có duyên với Phú Thọ, bởi vì cũng chính ở sân vận động này, mùa giải năm ngoái, Phú Thọ đã vượt qua Công an Nhân dân ở trận bán kết của giải hạng nhì quốc gia trên chấm đá luân lưu. Lúc đó thì Phú Thọ còn thi đấu dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dương Hồng Sơn. Họ đã vượt qua Công an Nhân dân trong một trận bán kết rất nhiều cảm xúc. Vừa rồi là một pha dứt điểm rất chất lượng của các cầu thủ Khánh Hòa. Một pha phối hợp góc ăn ý và đồng đội đã tạo cơ hội để Thành Nhân tung ra pha dứt điểm ở góc hẹp. Bóng đi sát sạt của dọc khung thành của Phú Thọ. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Rất trống trải. Thành Nhân đã có cú đệm lòng vô lê. Văn Sơn rất trống trải. Hồ Ngọc Thắng, vẫn là Hồ Ngọc Thắng, rất căng nhưng đã không thể vượt qua được Huy Hoàng. Vẫn là Hồ Ngọc Thắng, hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng vẫn chưa thể có được bàn thắng cho Phú Thọ. Hồ Ngọc Thắng là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Phú Thọ ra sân ngày hôm nay, sẽ dẫn dắt các cầu thủ trẻ Phú Thọ thi đấu ở mùa giải năm nay thực sự thành công. Nguy hiểm. Pha phối hợp tốt của các cầu thủ Khánh Hòa. Người chuyền bóng là Lê Hoàng Thống và người đã dứt điểm là Huy Hoàng. Trung vệ Huy Hoàng đã dâng cao và tham gia không chiến thành công trong pha bóng vừa rồi. Nhưng rất tiếc là ở một góc dứt điểm hẹp thì cú đánh đầu của Nguyễn Cửu Huy Hoàng đã không thành công. Minh Huy điều chuyển khá tốt. Công Huy. Khánh Hòa có tới 3 cầu thủ tên Huy ấy. Nguy hiểm. Pha phối hợp rất hay của cầu thủ Khánh Hòa nhưng rất tiếc là người dứt điểm cuối cùng là Lê Hoàng Thống thì đã lại đưa trái bóng đi rất không chính xác. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp này. Một tình huống tạt bóng tầm thấp và pha băng cắt đánh đầu. Nếu như so sánh danh sách thi đấu chính thức của Khánh Hòa trong trận đấu ngày hôm nay với danh sách thi đấu chính thức của Khánh Hòa trong trận đấu với Thừa Thiên Huế ở vòng 5 của giải nhất thì có thể thấy rằng 11 cầu thủ trên sân là 11 cầu thủ mới tinh. Những người đã đá chính trong trận đấu với Huế là thủ thành Thế Kiệt, các hậu vệ Đoàn Công Thành, Văn Sơn. Nguy hiểm, không vào. Rất may mắn cho Khánh Hòa trong pha bóng vừa rồi, người đã đánh đầu trượt là Hồ Ngọc Thắng. Hồ Ngọc Thắng đã có và đánh đầu chiến thuật rất hay về phía sau. Điểm đá phạt rất gần với vạch 16m50. Hoàng Thống không được. Cú đá có thể nói là khá tệ. Vẫn còn. Công Huy. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ chủ nhà. Và người ghi bàn là cầu thủ đã thi đấu nổi bật và năng nổ nhất trong tấn công của Khánh Hòa, cầu thủ mang áo số 43 Nguyễn Minh Khải. Những tình huống gây áp lực liên tục của Khánh Hòa cuối cùng cũng đã được phần thưởng xứng đáng là bàn thắng mở tỷ số của Minh Khải. Những pha tấn công không thực sự rõ nét nhưng khả năng pressing và tận dụng cơ hội thì tốt. Sau khi Lê Hoàng Thống thực hiện quả đá phạt trực tiếp không thành công thì những cầu thủ như Phạm Văn Lộc và các cầu thủ khác đã chơi pressing và nỗ lực tấn công rất nhanh. Bàn thắng này có công lớn của Công Huy. Công Huy là người đã băng lên từ tuyến 2, cướp bóng và đột phá rất quyết tâm xuống nách phải theo hướng tấn công của Khánh Hòa và thực hiện đường căng ngang thuận lợi. Những tình huống xử lý bóng có vẻ hơi chủ quan của các cầu thủ Khánh Hòa và đây là cơ hội tấn công dành cho Phú Thọ.
Ngô Thành Tài đang trồng biên rất hay. Văn Trung, tuyến 2. Vẫn là Văn Trung. Sút đi! Cú đá rất chất lượng của Văn Sơn nhưng rất tiếc là bóng lại đi chạy cột dọc. Pha tấn công chuyển đổi rất chất lượng của các cầu thủ Phú Thọ. Kết thúc bằng cú ra chân quyết đoán của Nguyễn Văn Sơn. Công Huy, vẫn là Công Huy. Thành Nhân không vào. Tình huống phản xạ và pha xử lý xuất thần của Văn Đài. Người đã băng xuống đối mặt là Trần Lê Duy. Một pha phối hợp rất hay của cầu thủ Khánh Hòa. Tấn công ngách trong lộ đột biến. Đường truyền là của Công Huy và người đã băng xuống tốc độ là Lê Duy. Kim Hùng. Nguy hiểm. Người chạm đầu vẫn là Lê Duy. Trong vòng 1 phút, Lê Duy đã có 2 cơ hội uy hiếp khung thành của các cầu thủ Phú Thọ. Chúng ta cùng xem đường chuyền tuyệt vời của Công Huy và nỗ lực dứt điểm của Trần Lê Duy. Đường chuyền rất vừa tầm. Lê Duy cũng đã băng xuống và tung ra pha dứt điểm khá hiểm hóc hướng về phía góc xa. Nhưng sau đó vì nhiều lý do mà Ngọc Thắng đã không thể có được một quá trình phát triển ổn định. Thắng là một mẫu cầu thủ tấn công có nguy hiểm. Sai lầm đáng tiếc của Văn Tài và các cầu thủ Khánh Hòa đã chấp thời cơ rất nhanh. Đó là Thành Nhân, một cầu thủ có tốc độ xuất phát cực tốt và anh đã phát huy tối đa năng lực của mình trong pha bóng vừa rồi. Pha trả về hơi non của trung vệ trẻ Văn Tài và ngay lập tức Thành Nhân đã bắt bài, chấp thời cơ, tăng tốc và thực hiện cú chích mũi rất tinh quái để mang lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 và một chiến thắng chắc chắn hơn dành cho Khánh Hòa. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Văn Tài đã rất chủ động với pha bóng của mình nhưng đường trả về của anh quá nhẹ và chúng ta thấy được những bước chạy dũng mãnh của Thành Nhân. Bàn thắng này sẽ giúp cho Thành Nhân có được sự giải tỏa và phong độ tốt hơn ở trong mùa giải. Đây là một cầu thủ rất hứa hẹn của bóng đá Khánh Hòa. Chúng ta cùng xem lại những bước chạy thần tốc của Thành Nhân, sức dướn tuyệt vời. Và pha xử lý cũng rất thông minh, cú chích mũi nhanh nhẹn và tinh quái mang lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Khánh Hòa. Và sau tình huống phạm lỗi vừa rồi với Văn Tài thì Thành Nhân cũng đã được rút ra nghỉ. Người vào thay cho anh là Út Cường. Những giây thi đấu cuối cùng, có lẽ đây sẽ là đường lên bóng cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Hải Đức, Văn Trung, Thế Dương kịp không? Không được. Công Huy. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu ngày hôm nay.